Tiền là chuyện nhỏ, cái xe mới là chuyện lớn. Có phải tụi nó định cướp cướp xe của mình không? Đúng rồi, nope. Trời ơi, ôi vô mạnh rồi. Ăn Tết lớn luôn nha cậu này. Trời ơi, xe đẹp quá, chỗ có tivi nè. Ê, không biết nó có tủ lạnh không ha? Ê, mà xe này nổ máy sao mày? Giật chốt thì nổ. Chốt đâu, thấy chốt nào đâu? Nè. Chốt này đó hả? Mà rút làm sao? Mày ngu quá. Để tao rút này ra thôi. Ủa, má này gì anh? Lũ đạn nha. Rút không, anh rút liền cho. Lũ đạn. Chạy. Chạy đi, đi đổ bánh xe này cả hả?